Miasan, ohayou gozaimasu. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật online cùng trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. Trong phần học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học về cách nói ai làm cho mình. Sử dụng kudasaimasu. Chúng ta sẽ học về cách nói ai làm cho mình. Sử dụng kudasaimasu. Chi tiết sẽ như sau. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật online cùng trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học về cách nói ai làm cho mình. Việc gì đó? Sử dụng kudasaimasu. Cách nói ai làm gì cho mình sử dụng kudasaimasu. Xin mời các bạn đi vào chi tiết nội dung bài học. Cấu trúc sẽ như sau. Danh từ 1 chỉ người vợ hoặc gá. Trợ từ watashi ni, danh từ N2, đây là sự vật, đi với trợ từ ố kudasaimasu. Tức là N1 này. Cho watashi, tôi, cái sự vật N2 này, desu ka. Và trong trường hợp như thế này, chủ ngữ N1 vá này luôn luôn là người trên, người lớn tuổi, cấp trên. Cho watashi là gì? Cho tôi hoặc người thân trong gia đình nhà mình. Cái N2 này, khi đó luôn luôn sử dụng kudasaimasu desu ka, khi chủ ngữ N1 này là cấp trên, người lớn tuổi hoặc người trên. Và các bạn lưu ý sử dụng để thể hiện sự tôn trọng khi mà cái người watashi này nhí nhận được đội, khi nhận được cái N2 này này, thể hiện sự tôn kính desu ka, từ cái người có tuổi tác, địa vị xã hội cao hơn trong xã hội. Nhưng mà phần này chúng ta sẽ trừ những người trong gia đình hoặc những người không thân quen thì chúng ta không dùng như vậy. Desu ka. Và kudasaimasu chính là khiêm nhường ngữ của kudasaimasu. Chi tiết thì các bạn sẽ nhìn kỹ như sau. Ue no hito vợ hoặc gá. Và ở trong phần này lát nữa vào ví dụ các bạn sẽ biết là ue no hito là người ở phía trên, cấp trên thì như thế nào. Sẽ watashi ni hoặc kazoku là người trong gia đình nhà mình, đi với kudasaimasu. Đối với tomodachi, bạn bè, vợ hoặc trợ từ gá, watashi ni hoặc người thân trong gia đình nhà mình sẽ đi với kudasaimasu. Trong đó gồm có kazoku, người trong gia đình này, rồi chichi, bố hoặc mẹ vân vân thì cũng sẽ đi với watashi ni hoặc là cho người khác ở trong gia đình nhà mình đi với kudasaimasu. Còn shita no hito, cái người dưới mình, ví dụ như em trai, em gái hay là con chẳng hạn, đi với trợ từ vợ, trợ từ gá và cho bản thân mình thì khi đó sẽ đi với kudasaimasu desu ka. Bây giờ các bạn sẽ nhìn vào ví dụ, các bạn sẽ thấy ngay. Đây, người ue no hito, satchō là cấp trên, giám đốc đúng không ạ? Satchō vậy là gì? Satchō wa, và phần này cái watashi ni có thể đặt vào đây, nhưng chúng ta cũng có thể đưa lên trên đầu này này. Satchō wa watashi ni tokei o kudasaimashita. Giám đốc này, kudasaimasu cho tôi, tokei. Trong trường hợp này các bạn có thể ẩn cái watashi ni ở đây đi. Satchō wa hoặc gá tokei o kudasaimashita là giám đốc đã cho tôi cái đồng hồ, desu ka. Ane ga seta o kuremashita. Chị gái đã cho tôi cái áo len. Trong trường hợp chị gái cho mình, người trong gia đình nhà mình cho mình, khi đó chúng ta sẽ sử dụng kuremashita, desu ka, mặc dù là người trên mình. Cho nên là chúng ta không sử dụng những người thân trong gia đình nhà mình cho mình sử dụng kudasaimasu desu ka. À, những người trong gia đình nhà mình không sử dụng kudasaimasu mà sử dụng kudasaimasu. Các bạn lưu ý nhé. Mời các bạn xem ví dụ kế tiếp. Watashi ni, trong trường hợp này là gì? Cho tôi, ai ạ? Ane ga seta o kuremashita. Các bạn lưu ý này, ane là chị gái mình, người thân trong gia đình nhà mình và hơn cả mình đúng không ạ? Là người cấp trên, người trên hơn mình. Nhưng mà khi cho
Watashi ở trong trường hợp này không sử dụng kudasaimasu mà sử dụng kuremasu. Do là gì? Người trong gia đình. Như câu mà chúng ta đã nói, chú ý, desu ka? Imoto ga koppu o kuremashita. Imoto là gì? Người dưới mình, shita no hito. Imoto ga koppu o kuremashita. Khi đó sử dụng kuremashita, desu ka? Ví dụ kế tiếp. Sensei ga hon o kudasaimashita. Sensei là gì? Người trên mình, đúng không? Mình tôn kính. Cô giáo tôi cho tôi hon, cuốn sách, đúng không ạ? Tomodachi ga ei hagaki o kuremashita. Tomodachi là bạn bè. Nên sao? Tặng cho tôi bức tranh vẽ đây, đúng không? Desu ka? Rồi. Koromo ga mafura o kuremashita. Shita no hito koromo kan doi, đúng không? Nên sao? Cho tôi cái mafura là cái khăn. Desu ka? Hoặc chúng ta còn ví dụ. Watashi ni bucho. Bucho là gì á? Trưởng phòng. Bucho ga kaitai denwa o kudasaimashita. Trưởng phòng cho watashi, tôi, cái gì ạ? Điện thoại di động. Desu ka? Dorio ga jitensha o kuremashita. Giả sử đồng nghiệp của chúng ta, đúng không ạ? Các bạn đi làm và đồng nghiệp, các bạn chuẩn bị đi làm, đi siêu, đi làm việc, đúng không ạ? Và đồng nghiệp cho cái jitensha. Dorio ga jitensha o kuremashita. Desu ka? Dorio, đồng nghiệp. Người dưới của mình, à... Ototo ga neko no sashin o kuremashita. Em trai tôi cho tôi bức ảnh của gì? Neko no sashin, bức ảnh của con mèo. Ii desu ka?